mình sẽ đi ẩm thực review một quán ăn mọi người. Và đây là Hào Mặt Vlog cho mọi người. Mời vô. Hello. Chia sẻ cho Hải đi. Ok mọi người, dạ mình sẽ đi nha mọi người. Đây, đi thôi mọi người ơi. Chia đều. Điều 2, chén ai nấy rửa. Điều 3, có phục vụ mới có ăn. Giống như chỉ có làm mới có ăn các bạn. Điều 4 là yêu cầu anh em có mặt đúng giờ, có tiền, có quyền. Cuối cùng là anh em buồn, tôi chịu. Đó, bộ trưởng ký tên rồi đó. Ok. Ok nha các bạn. Giờ mình sẽ gọi món. Lấy một bánh mì nướng. Rồi. Với lại một cái cây 10 ngàn qua. Để xiên que phải không? À. Ok, ai ăn gọi đây. Giờ sẽ quay bút bánh mì nướng mọi người. Mời các bạn nha. Ăn vụng mọi người. Nhấp nhấp. Đây, cô chủ nha mọi người. Bánh mì nướng này. À, đây. Lên TV. Quay đi. Cẩn thận nha, thôi ra. My heart rages around like an ocean. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Các bạn nghe giờ bạn sẽ ăn nha. Đây là món bánh mì nướng. Bánh mì nướng gà chiên quê. Gà chiên quê. Đây là ly nước trà tắc. Nãy mình uống hết còn phần nữa mọi người, nhưng nay mình uống. Giờ vô mọi người. Uống hết luôn rồi. Nhập tiền của mọi người vô. Mời bạn nha. Mời bạn nha. Vô.
mời các bạn nha. Đây, mời các bạn. Đây mời các bạn nha. Ngon nước rất luôn. Hãy đưa anh. Ngon xúc sắc luôn. Ngon. Mời mẹ thử miếng trứng. Mời các bạn nha. Mời bạn một cái chiếc phút nha. Mời các bạn nha. Bạn cái cây này cho chủ tên. Không cho tao. Chia. Yeah. Ai bánh mì nè các bạn. Rất ngon. Rất ngon nha các bạn. Nghĩa là ở khóm 6 thì trấn Lục Nghệ. Bạn nhìn nè các bạn. Mọi người hãy ủng hộ like mạnh nha. Và nhớ chia sẻ cho thầy đi. Chị ở của em mà. Nè, uống đi. Giờ mình sẽ ăn nha. Thì ăn mình đâu còn quay gì đâu mọi người. Yeah, hẹn gặp bạn các bạn. Hẹn các bạn tạm biệt. Bye bye. Bye.